một chàng trai trẻ tên là ly ly là một người hiền lành luôn giúp đỡ người khác trong lúc cần một ngày nọ khi ly đang đi trên đường về nhà từ công việc anh bất ngờ nhìn thấy một chiếc bao lì xì nằm trên đường ly tò mò tiến gần và nhặt lên chiếc bao lì xì khi anh mở ra anh đã tìm thấy một số tiền lớn một tấm ảnh và một sợi tóc dài trên tấm ảnh có một cô gái xinh đẹp với nụ cười tươi tắn và ánh mắt trong trẻo thanh niên vui mừng vì tìm được tài sản quý giá ly quyết định lấy bao lì xì về nhà tuy nhiên anh không ngờ rằng việc đó sẽ mang lại rắc rối cho mình khi ly đặt bao lì xì trên bàn trong phòng ngủ anh bắt đầu cảm thấy nhức đầu và nặng vai càng ngày tình trạng của ly càng trở nên tồi tệ hơn anh trở nên mệt mỏi không thể tập trung vào công việc và thường xuyên gặp ác mộng ly cảm thấy có một thứ gì đó đang theo dõi anh nhưng anh không thể nhìn thấy nó cuối cùng trong một đêm u ám một hình hài đáng sợ xuất hiện trước mặt ly đó là một ma nữ với ánh mắt u ám và bộ váy đỏ ma nữ nói với ly rằng cô ta đã bị phong ấn trong chiếc bao lì xì và nhờ anh mà cô đã được giải thoát